Vâng, cửa hàng Ấm Thanh Hạnh xin kính chào quý vị và các bạn đam mê âm nhạc. Rất vui mừng cửa hàng lại được quay trở lại với quý vị và các bạn trong một clip test sản phẩm gửi những vị khách hàng ở xa. Vâng, ngày hôm nay ngày mùng 1 tháng 6 âm lịch và cũng là ngày mùng 10 tháng 7 năm 2021. Cửa hàng Ấm Thanh Hạnh xin test một chiếc đài sáp QT88 màu đỏ, chiếc cuối cùng xin test gửi cho một vị khách hàng có địa chỉ tại Hà Nội. Anh đã liên hệ với cửa hàng trong buổi chiều của ngày hôm nay để chốt chiếc đài sáp QT88 còn rất đẹp bên cửa hàng đang có. Không vậy, bên cửa hàng Ấm Thanh Đức Hạnh thì vẫn có rất nhiều những chiếc đài sáp có modem khác nhau. Như phía trên thì cửa hàng đang có chiếc đài sáp P8 và những chiếc đài sáp 3 số 7. Bên cửa hàng vẫn còn rất nhiều và duy nhất có một chiếc đài sáp QT88 màu đỏ đẹp xuất sắc như trước màn hình quý vị và các bạn đang được nhìn thấy đây. Cửa hàng xin test gửi cho anh Quảng. Anh có địa chỉ tại 352 đường Giải Phóng, Thanh Xuân, Hà Nội. Anh đã chốt một chiếc đài QT88 màu đỏ và 4 cuốn băng đài. Cửa hàng thì đang test 2 cuốn băng đài trong chiếc đài và cửa hàng sẽ test cho quý vị và các bạn nghe thử chất âm của sản phẩm qua một chiếc đài sáp cổ QT88 màu đỏ, sơn zin nguyên bản 100%, đẹp xuất sắc, giá trị tại thời điểm này cũng rất là cao. Và cửa hàng cũng thông báo luôn là cửa hàng ngày hôm nay cửa hàng về duy nhất được một chiếc đầu câm Puller CT700, 3 đồng hồ vu này. Và cửa hàng có về được một chiếc đài Latina 556. Chiếc đài này còn cực đẹp này. Vâng, sau đây cửa hàng sẽ quay lại với clip test sản phẩm gửi những vị khách hàng ở xa. Vâng, cửa hàng xin test một chiếc đài QT88 đẹp xuất sắc để gửi cho anh. Đây là một chiếc đài nguyên bản. Hôm trước cửa hàng đã gửi cho một bác khách hàng có địa chỉ ở Quảng Ninh một chiếc rồi. Và đây là một chiếc tiếp theo được khách hàng chốt đơn ngày hôm nay mùng 1 đầu tháng. Chuyện hai chúng mình khách hàng quan tâm và yêu thích.
ngào tràn ngập lòng, chiều buồn về lạnh lùng, xót xa tình đầu tiên, có một mình em đứng trong mưa. Vâng, tại thời điểm này cũng đã là 9 giờ tối, cửa hàng sẽ đóng gói luôn để 4 giờ 30 phút buổi sáng ngày mai sẽ gửi hàng cho anh qua đường xe khách. Anh sẽ nhận hàng vào 7 giờ sáng nhé. Vâng, vậy cửa hàng cũng xin kính chào và hẹn gặp lại quý khách hàng trong các video clip tiếp theo. Và buổi tối ngày hôm nay thì chỉ có duy nhất 2 sản phẩm về với cửa hàng là một chiếc đầu computer CT700 và một chiếc đài Latina 556. Vâng, xin kính chào và hẹn gặp lại quý khách hàng trong các video clip tiếp theo. Xin thân ái chào tạm biệt.